Đầu tiên, xin được chúc mừng một đại diện của tỉnh Điện Biên, số báo danh 72, Trần Thị Phương Anh. Xin chúc mừng thí sinh Trần Thị Phương Anh. Một đại diện tiếp theo, một thí sinh có nhan sắc vô cùng dịu dàng. Và bạn ấy đã luôn thể hiện rất tốt qua các phần thi năng khiếu trong suốt cuộc thi của chúng tôi. Đó là đại diện của tỉnh Phú Thọ. Xin được chúc mừng số báo danh 118, Nguyễn Thị Hiền. Vâng, rất hồi hộp, chúng ta vẫn còn 3 vị trí còn trống nữa. Tiếp theo, xin được chúc mừng một đại diện cũng đến từ một mảnh đất rất nổi tiếng với một loài hoa. Xin chúc mừng đại diện của tỉnh Hà Giang, số báo danh 122, Vũ Thúy Hòa. Xin được chúc mừng thí sinh Vũ Thúy Hoài. Thưa quý vị, nếu thí sinh Vũ Thúy Hoài chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng nụ cười vô cùng rạng rỡ thì thí sinh tiếp theo lại chinh phục chúng tôi bằng giọng ca vô cùng trong trẻo, ngọt ngào và một gương mặt quyến rũ lòng người. Chúng ta hãy cùng chúc mừng thí sinh Hà Thị Thơm, số báo danh 84, đến từ tỉnh Sơn La. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chỉ còn một người nữa thôi. Không biết là những ai đây ạ? Là ai đây ạ? Trong số những cô gái rất đẹp trên sân khấu lúc này. Ở phía dưới khán giả, tôi đã nghe thấy khán giả đã hô tên của một vài thí sinh rồi. Và ngay sau đây, xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Kiều Trinh đến từ Phú Thọ, số báo danh 35. Xin được chúc mừng cho năm thí sinh đã vô cùng xuất sắc sẽ lọt vào vòng thi ứng xử trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn các thí sinh còn lại. Các bạn vẫn là những bông hoa đẹp nhất trong lòng mỗi chúng tôi, là niềm tự hào của cuộc thi. Và bây giờ chúng tôi xin mời các bạn sẽ cùng quay trở về trong sân khấu để chuẩn bị cho phần công bố kết quả sẽ được diễn ra ngay sau vòng chung kết. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ trên sân khấu của đêm chung kết ngày hôm nay chúng ta chỉ còn 5 thí sinh. Đây là những thí sinh xuất sắc nhất, là những bông hoa đẹp nhất, đã có những sự nỗ lực và cố gắng nhất trong suốt hành trình của cuộc thi. Và các bạn sẽ chuẩn bị bước vào vòng thi ứng xử. Đây là một phần thi để cho các bạn có thể khẳng định thêm bản thân mình về kiến thức xã hội cũng như là về khả năng ứng xử, khả năng thuyết trình trước đám đông. Và cũng là một cơ hội để cho các bạn thể hiện cái sự tỏa sáng của mình ở tâm hồn cũng như ở trí tuệ. Và ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị những câu hỏi dành cho các thí sinh. Và các bạn lưu ý, mỗi thí sinh sẽ có thời lượng tối đa là 2 phút cho phần trả lời câu hỏi của mình. Và bây giờ ban tổ chức chúng tôi xin được mời thí sinh đầu tiên sẽ bước lên phía trước để lựa chọn câu hỏi cho mình. Số báo danh 72, Trần Thị Phương Anh. Xin mời câu hỏi dành cho số báo danh 72, Trần Thị Phương Anh. Xin phép quý vị, Hồng Nhung sẽ là người đọc câu hỏi cho thí sinh Phương Anh cũng như để toàn thể quý vị có thể nghe rõ câu hỏi mà ban tổ chức chúng tôi đưa ra cho thí sinh. Câu hỏi dành cho thí sinh Phương Anh: vì sao các hoạt động của những cuộc thi sắc đẹp thường gắn với các hoạt động thiện nguyện? Dạ, em xin trả lời câu hỏi của mình. Theo em suy nghĩ của em thì
cái thiện cũng chính là cái đẹp. Và mình khi làm việc thiện thì không chỉ là tôn vinh vẻ đẹp bên ngoài mà còn tôn vinh vẻ đẹp bên trong tâm hồn ạ. Vâng. Và thông qua cuộc thi này thì em cũng mong muốn được dùng hình ảnh và kiến thức của mình để có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những gia đình khó khăn và trẻ em nghèo ạ. Em cảm ơn. Xin cảm ơn phần trả lời của thí sinh Phương Anh. Một câu hỏi liên quan đến vấn đề xã hội, đó là việc chúng ta, những người đẹp, thay mặt đại diện làm những công tác thiện nguyện. Như vừa rồi, Hồng Nhung cũng quan sát, thí sinh Phương Anh là một trong những thí sinh đã rất xuất sắc, cũng như đã cùng chia sẻ cuộc sống tại mái ấm làng trẻ SOS với các thí sinh. Và xin cảm ơn và xin được chúc mừng phần dự thi của số báo danh 72, Trần Thị Phương Anh. Tiếp theo là phần dự thi của số báo danh 118, Nguyễn Thị Hiên, đến từ Phú Thọ. Xin mời bạn lựa chọn câu hỏi của mình. Một câu hỏi, Hồng Nhung nghĩ rằng bạn sẽ có những câu trả lời hết sức thú vị và tuyệt vời. Câu hỏi của ban tổ chức chúng tôi đưa ra cho thí sinh: nếu đêm nay bạn không trở thành người đẹp hoa ban, bạn sẽ nghĩ gì? Sau đây em xin trả lời câu hỏi của mình. Trước khi đến đây, tất cả các thí sinh mong muốn mình đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi hoa ban. Nếu không đạt được giải trong cuộc thi Người đẹp hoa ban, em cũng vẫn rất vui vì có những kỷ niệm đối với các thí sinh và được trải nghiệm thực tế để hoàn thiện bản thân hơn. Em tin rằng với sự công minh của ban giám khảo sẽ tìm ra được đóa hoa ban rực rỡ nhất và được tôn vinh trong đêm nay. Em xin cảm ơn. Xin cảm ơn sự cổ vũ đến từ quý vị. Và Hồng Nhung hiểu tại sao lại có những tràng vỗ tay như vậy, bởi vì các thí sinh của chúng tôi đã cùng chung sống với nhau trong một mái nhà chung suốt 10 ngày. Và để có được kết quả như ngày hôm nay, sự tự tin trong từng bước đi, trong từng lời hát và từng câu nói, các bạn thí sinh đã phải tập luyện hết sức căng thẳng và cùng với nhau chắc chắn sẽ có rất nhiều tình cảm và kỷ niệm. Xin cảm ơn phần trả lời vô cùng xuất sắc của bạn. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón một thí sinh đến từ vùng đất của hoa tam giác mạch. Thí sinh mang số báo danh 122, Vũ Thúy Hoài, đến từ Hà Giang. Xin mời bạn lựa chọn câu hỏi của mình. Câu hỏi dành cho bạn Hoài như sau. Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Điện Biên, Tây Bắc. Đến từ Sơn, bạn lựa chọn câu hỏi dành cho mình. Tôi tin rằng thí sinh Hà Thị Thơm sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bạn đang đứng cạnh một MC rất là tâm lý. Và chắc chắn ở phía bên dưới những tràng vỗ tay vừa rồi cũng sẽ là điểm tựa vững chắc để bạn có thể tự tin trả lời câu hỏi ứng xử của mình. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Điều gì khiến bạn quyết định đăng ký tham dự cuộc thi Người đẹp hoa ban năm 2017? Bạn sẽ có 2 phút để trả lời. Em xin được cảm ơn câu hỏi của ban tổ chức. Sau đây em xin được trả lời phần thi ứng xử của mình. Dạ vâng, hoa ban được ví như một vẻ đẹp tinh khiết, thuần khiết của mảnh đất Tây Bắc. Và bản thân em cũng là một người con của miền đất Tây Bắc. Khi biết được cuộc thi tổ chức, em đã rất háo hức tham gia để mong muốn được mang nét văn hóa của dân tộc mình được giao lưu với các dân tộc, cũng như để quảng bá hình ảnh của hoa ban, một loại hoa dịu dàng, tinh khiết của mảnh đất Tây Bắc đến với bà con, nhân dân trong đất nước Việt Nam và bạn bè quốc tế. Em xin hết ạ.
Xin cảm ơn phần trả lời của thí sinh Hà Thị Thơm. Hà Thị Thơm là một thí sinh không những có những câu trả lời hết sức xuất sắc và bạn ấy còn có một giọng hát, và chắc chắn là chúng tôi rất mong muốn một ngày gần nhất sẽ được lắng nghe lại tiếng hát của Hà Thị Thơm. Vâng, và bốn thí sinh của chúng ta đã thực hiện xong phần thi trả lời ứng xử của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh cuối cùng, số báo danh 35, Nguyễn Thị Kiều Trinh đến từ Phú Thọ. Xin mời bạn. Tôi mở câu hỏi giúp bạn mà tôi vẫn rất còn run. Nhưng mà tôi hy vọng rằng bạn sẽ trả lời tốt câu hỏi của tôi, của ban tổ chức. Bởi vì sao bạn rất là xinh đẹp, luống cuống quá. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Đến với cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2017, ngoài danh hiệu là Người đẹp Hoa Ban, bạn còn mong muốn có được điều gì khác sau cuộc thi? Bạn sẽ có 2 phút để trả lời câu hỏi của mình. Em xin cảm ơn ban tổ chức ạ. Em xin trả lời câu hỏi của mình. Đến với cuộc thi Người đẹp Hoa Ban thì tất cả các thí sinh không những là chỉ mong muốn được đạt danh hiệu là ngôi vị cao nhất là Người đẹp Hoa Ban, mà chính bản thân em cũng cảm thấy rất là vui mừng và tự hào khi là một người con của vùng Tây Bắc tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa Ban. Và mong muốn, không chỉ mong muốn như vậy mà em còn hy vọng rằng qua cuộc thi chúng ta sẽ, các dân tộc, nhân dân sẽ đoàn kết và có sự một dây chuyền kết nối của các dân tộc đoàn kết hơn. Và em qua cuộc thi thì em đã biết được rất nhiều các bạn thí sinh có những dân tộc riêng, và em đã tìm hiểu được một vài các bạn dân tộc, những nét đặc trưng rất là sâu sắc. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Thưa quý vị, cũng giống như em xin lại